Đấu phá thương khung phần 6 tập 42. Ở cuối tập trước, Thi Viêm đã chuẩn bị mọi công tác để giải cứu Dược lão. Đầu tiên là bóp nát ngọc bài để gọi Phong Tôn giả tới. Sau nữa là luyện chế bát phẩm đan dược giúp cho Thiên Hỏa Tôn giả hồi phục thực lực. Ba nữa là củng cố thêm cảnh giới cùng với những chiêu bài cho bản thân. Trong tập này, chúng ta cùng xem tiếp những diễn biến tiếp theo nha. Theo thời gian trôi qua, Thi Viêm vốn đang tĩnh tâm điều khí đột nhiên đứng bật dậy. Hắn nhận thấy được một khí tức mênh mông quen thuộc xuất hiện. Phong Tôn giả đến rồi. Tầng chót của đan tháp là một đại điện cực kỳ rộng lớn. Chỉ khi khách quý đến thì các cự đầu mới tiếp đón họ ở đây. Mà lúc này, đại điện đã trống trải rất lâu, lại có vài bóng người đang tùy ý ngồi. Một bên có thị nữ cung kính, chăm trà rót nước. Ha ha, Phong Tôn giả, nhiều năm không thấy, xem ra ngươi vẫn tiêu diêu tự tại như trước. Ngồi trong đại điện, Huyền Không Tử nhìn khuôn mặt ẩn chứa vài phần tiêu ý của lão già áo xanh, cười nói. Lão già áo xanh chính là Phong Tôn giả vừa được Thi Viêm truyền tin. Lão ngay lập tức ngựa không dừng vó phi tới từ Tinh Vẫn Các. Nghe Huyền Không Tử nói, hắn ngược lại lắc lắc đầu cười đáp. Đâu được như ngươi nói, so với đan tháp thì Tinh Vẫn Các chúng ta chỉ là một tiểu nhân vật mà thôi. Bên cạnh Phong Tôn giả còn ngồi một lão giả khuôn mặt già nua, nhưng thân thể lại thẳng tắp như là một cây thương, làm cho người ta có cảm giác cực kỳ sắc bén, giống như ngồi ở chỗ này không phải một người mà là một thanh kiếm lạnh lẽo sắc bén. Hà hả, lão phu đã lâu chưa ra khỏi đan vật, không biết vị bằng hữu này là. Ánh mắt của Huyền Không Tử chuyển về phía lão giả này cười nói. Tên trước kia ta đã sớm quên, sau này tự lấy cho mình cái tên là Thi Kiếm. Đối với Huyền Không Tử, vị lão giả này cũng chỉ biểu hiện ra vài phần khách khí. Lão khẽ chắp tay, cố gắng nặn ra một nụ cười trên mặt. Thi Kiếm, phải chăng chính là Thi Kiếm Tôn giả, người 5 năm trước đơn thương độc mã huyết tẩy Ngọc Kiếm Môn. Nghe vậy trên mặt của Huyền Không Tử nhất thời hiện lên chút kinh ngạc. Khóe môi của lão giả khẽ giật giật rồi gật đầu một cái, hiển nhiên cũng không nghĩ dây dưa nhiều ở cái đề tài này. Tính nết của lão già này là như thế, ân oán giữa hắn và Ngọc Kiếm Môn quá sâu và lời không thể nói hết được. Phong Tôn giả cười cười, ánh mắt đột nhiên đảo qua đại điện hỏi. Tiêu Viêm đâu? Tên nhóc kia gọi ta đến mà giờ còn chưa lộ diện sao? Ha ha, Phong lão nói đùa, vạn bối sao dám chậm trễ chứ? Phong Tôn giả vừa dứt lời, một tiếng cười khẽ từ ngoài đại điện truyền tới, chợt mấy đạo thân ảnh đẩy đại môn ra rồi từ từ tiến vào. Vừa vào đại điện, ánh mắt của Tiêu Viêm liền dừng lại trên người của Phong Tôn giả, trong lòng lập tức thở phào nhẹ nhõm. Hành động lần này tất nhiên không thể thiếu Phong Tôn giả, tận mắt thấy hắn ở đây thì Tiêu Viêm mới hoàn toàn yên tâm. Cựu tên Đao Tông, ánh mắt Phong Tôn giả cũng lướt qua trên người của Tiêu Viêm, chén trà đang đưa lên miệng liền khựng lại, kinh ngạc nói. Hắn nhớ rõ lần trước chia tay Tiêu Viêm mới đột phá lên Đao Tông mà thôi, từ đó đến giờ mới qua một năm, có thể tăng lên tới cựu tinh sao? Thi Kiếm Tôn giả bên cạnh cũng biến đổi, ánh mắt vốn bình tĩnh của lão xẹt qua chút chấn động. Trên đường đi, Phong Tôn giả cũng đã nói rất nhiều chuyện liên quan đến Tiêu Viêm, từ đó có thể thấy Phong Tôn giả rõ ràng rất vừa lòng với tên đệ tử này của Dược Trần. Lúc đầu Thi Kiếm Tôn giả cũng không quá để ý, nhưng hiện giờ tự mình gặp mặt, lão mới cảm giác được khuôn mặt trẻ tuổi kia quả thật cực kỳ là bất phàm. Ha ha, may mắn mà thôi. Tiêu Viêm cười cười đi vào đại điện, phía sau hắn là Tiểu Y Tiên, Thiên Hỏa Tôn giả cùng với khuôn mặt đầy vẻ lười biếng của Tự Nhiên. Nhà đầu này rất không hài lòng về việc Tiêu Viêm kéo nàng đi gặp mấy người này không hề quen biết, để cho nàng ngủ thêm chút nữa không phải tốt hơn sao? Phong Tôn giả cười cười, nhưng ngay sau đó, ánh mắt của lão liền động lại trên người của Tiểu Y Tiên và Thiên Hỏa Tôn giả. Khuôn mặt già nua của Thi Kiếm Tôn giả cũng trở nên ngưng trọng, ánh mắt chăm chú nhìn hai người Tiểu Y Tiên cùng là Đạo Tôn. Lão có thể cảm giác được thực lực của lão giả và nữ tử này dường như còn mạnh hơn cả mình. Hai vị này là? Phong Tôn giả trừng mắt nhìn, xem bộ dáng này, hai người tự hồ có quan hệ với Tiêu Viêm. Quan trọng hơn nữa là thực lực của Tiểu Y Tiên cùng với Thiên Hỏa Tôn giả, hai người này đều đã đạt tới tam tinh đầu tôn, đều là bằng hữu của vạn bối, họ sẽ giúp đỡ chúng ta trong lần này. Vị này là Tiểu Y Tiên, vị này là Thiên Hỏa Tôn giả. Tiêu Viêm cười đáp. Nghe vậy, dù lấy định lực của Phong Tôn giả thì trong lòng cũng không khỏi có chút chấn động. Mới ngắn ngủi hơn một năm không gặp, Tiêu Viêm không chỉ đạt tới cựu tinh đầu tôn mà bên cạnh cũng nhiều thêm hai vị bằng hữu có thực lực tam tinh đầu tôn. Tốc độ phát triển làm cho người ta phải líu lưỡi. Không hổ là đệ tử được lão già kia xem trọng, quả nhiên không thể cân nhắc theo lễ thường. Phong Tôn giả cười khổ một tiếng. Một năm trước, Tiêu Viêm chỉ là một ma đầu tiểu tử mới vào Trung Châu mà thôi, nhưng hiện giờ đã có thành danh hiển hách, trận tỷ thí kinh thiên tại Đan Hội giờ đã truyền khắp toàn bộ Trung Châu. Vị này là Thi Kiếm Tôn giả cũng là người ta tìm đến giúp đỡ. Ai và bằng hữu trước kia vừa nghe phải đánh nhau với Hồn Điện thì đều đã lùi bước, ta cũng không muốn ép, phía sau họ đều có nhiều thế lực liên lụy, sợ nếu chọc giận Hồn Điện thì sẽ gặp bay vạ gió. Phong Tôn giả thở dài một tiếng, sau đó chỉ vào Thi Kiếm Tôn giả nói tiếp. Lão Thi Kiếm này cũng chỉ có một thân một mình, năm xưa Dược Trần từng có đại ân với hắn, nếu không giờ đây hắn cũng không sao báo được Huyền Cừu. Nghe nói ta muốn đi giải cứu Dược Trần, hắn liền chủ động đi qua. Tiêu Viêm nghe vậy liền yên lặng gật đầu, xem ra gần đây Phong Tôn giả cũng khá bận rộn, Hồn Điện quá mạnh, cho dù là cường giả cấp bậc Đấu Tôn cũng không muốn đắc tội chúng. Nhưng vị Thi Kiếm Tôn giả này lại chủ động đứng ra, làm trong lòng của Tiêu Viêm có chút kính nể. Việc này như là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, đây mới chính là chân chính đáng quý. Tiêu Viêm thay mặt gia sư đa tạ đại ân đại nghĩa của Thi Kiếm Tôn giả, sắc mặt của Tiêu Viêm nghiêm trang ôm quyền nói với Thi Kiếm Tôn giả. Ta ôm lòng báo huyết cừu là dù chừng đã giúp ta, cừu giờ đã báo, nhưng ân còn chưa trả, để báo đại ân của lão gia kia, có xông vào Hồn Điện một lần cũng chẳng bỏ bèn gì. Ta cũng chướng mắt cái lũ người không ra người, quỷ không ra quỷ đó lâu rồi, thanh âm của Thi Kiếm Tôn giả có chút khàn khàn đáp. Nghe loại ngữ khí như đã buông xuôi tất cả của lão, Tiêu Viêm cũng im lặng. Loại người mà ngay cả bản thân mình có thể vứt bỏ, thật ra mới là kẻ đáng sợ nhất. Nhưng may là người này đứng về phía hắn. Tình báo về Dược Trần, Huyền Không Tử đã nói với ta,
Trong khoảng thời gian này, ta luôn luôn tìm kiếm sự giúp đỡ nên không chú ý đến việc hồn điện đã chỉ người đi. Bằng không, nếu đánh vào người của Hướng Minh Thành, ngược lại sẽ đã thảo kinh xa. Phong Tôn Giả vuốt râu, nhẹ giọng nói. Nhưng ta không hề nghĩ tới bọn chúng sẽ chỉ người đến Vong Hồn Sơn Mạch. Nơi đó địa thế phức tạp, hàng vụ quá nồng. Nếu thất thủ để cho người chạy trốn vào hàng vụ, thì dù là hồn điện cũng rất khó tìm được. Xem ra bọn chúng cũng lo cho việc Dư Trần được cứu đi. Tiêu Viêm khẽ gật đầu nói, chúng ta cũng không có nhiều thời gian, không biết hồn điện có thu được tin tức gì đó, rồi là âm thầm chuyển lão sư đến một địa điểm khác. Lúc đó tất cả công sức của chúng ta đều uổng phí. Việc này quả thật phải nhanh chóng giải quyết, bằng không đêm dài lắm mộng. Phong Tôn Giả cũng gật gật đầu tán đồng, sau đó nhìn về phía Tiêu Viêm hỏi, người tính khi nào xuất phát? Ngày mai đi. Tiêu Viêm trầm giọng đáp, người ta đến đủ. Hơn nữa Phong Tôn Giả còn mời thêm một người, thì bên họ chỉ riêng số lượng đấu tôn cũng đã đạt tới 5 vị. Tính thêm cả sức chiến đấu của hắn, dù phải đối mặt với 6 vị đấu tôn cũng có thể chiến một trận. Đội hình bậc này nhìn khắp Trung Châu cũng là cực kỳ cường đại, chỉ cần không qua biến cố gì lớn cộng thêm tin tức có được là chính xác. Tiêu Viêm có 7 phần nắm chắc giải cứu được Dược Lão ra khỏi tay của Hồn Điện. Nghe vậy, Phong Tôn Giả cũng cả kinh, chợt chậm rãi gật đầu. Lão cũng hiểu, việc thế này không thể để lâu. Ngày mai đã bắt đầu, mặc dù có vẻ vội vàng, nhưng binh quý thần tốc, đánh một đòn làm cho Hồn Điện trở tay không kịp. Sau khi cướp được người thì rút lui ngay lập tức. Đến lúc đó, dù cường giả của Hồn Điện đến tiếp viện cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn. Một khi đã vậy thì cứ như theo ý ngươi, ngày mai xuất phát. Nhìn Tiêu Viêm cùng Phong Tôn Giả quyết định nhanh như vậy, Huyền Công Tử cũng hơi sửng sốt, chợt gật đầu bất đắc dĩ đứng dậy nói, nếu các ngươi đã quyết định, vậy là phu chỉ có thể chúc một đường thuận buồm xuôi gió. Cảm tạ Huyền lão. Tiêu Viêm cười cười, trong con ngươi đen nhánh xuất hiện sát ý lạnh lẽo. Để có ngày này, hắn đã cố gắng rất nhiều năm, rốt cuộc cũng đến thời điểm để động thủ. Lão sư, chờ đệ tử, lần này con nhất định sẽ cứu người ra khỏi tay của Hồn Điện. Hôm sau, lúc ánh rạng đông đầu tiên xóa tan hắc ám, phủ xuống mặt đất, và đạo thân ảnh đang lặng lẽ rước ra khỏi đan tháp mà không để ai phát hiện, lập lè vài cái liền biến mất phía chân trời. Trên ngọn núi bên ngoài Thánh Đan Thành, tiếng gió rít vang lên, từng đạo thân ảnh nhanh chóng xuất hiện từ trong hư không, sau đó dừng ở đỉnh núi. Đi thôi. Tiêu Viêm kiểm lại dương số một chút, thần sắc ẩn chứa sự sắc bén cùng ngưng trọng. Quát khẽ một tiếng, thân hình tiên phong hóa thành một hắc tuyến mơ hồ nhanh như chớp, lướt về phía chân trời xa xa. Đám người Phong Tôn Giả, Tiểu Y Tiên cũng theo sát phía sau. Hành động cứu viện cuối cùng cũng hoàn toàn triển khai. Vong Hồn Sơn Mạch nằm ở địa vực phía tây bắc của Trung Châu, nơi này cũng có thể tính là hung địa tương đối nổi danh ở Trung Châu. Tục truyền xa xưa trước đây, nơi đây đã từng trải qua rất nhiều cuộc đại chiến. Vùng đất dưới núi kia không biết đã mai táng bao nhiêu của hài cốt. Nơi này còn có khí lạnh tự nhiên cực kỳ nồng đậm, dẫn đến sương lạnh quanh năm bao phủ cả dãy núi. Sâu trong hàng vụ sương mù, linh hồn cảm giác đều bị ảnh hưởng. Nếu là loại người có lỗ mãng, nói không chừng sẽ trực tiếp bị vây chết ở trong dãy núi kia. Vong Hồn Sơn Mạch cách Đan Vật cũng không xa lắm, lấy tốc độ của đám người Tiêu Viêm khoảng 5 ngày là có thể đến. Mà sau khi xuất phát, bọn họ cũng không dừng lại nhiều, cứ hành trình bất kể ngày đêm. Vì điên cuồng như vậy nên đến xế chiều ngày thứ tư, nhóm người Tiêu Viêm liền nhận thấy nhiệt độ quanh mình bắt đầu hạ dần xuống. Đã tới nơi rồi sao? Tiêu Viêm ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía xa, nơi đó có một dãy núi, nhưng phía ngoài dãy núi đó lại được bao bọc bởi một lớp sương mù dày đặc. Nhìn dãy núi có vẻ âm trầm do bị sương mù bao bọc kia, khuôn mặt có vẻ căng thẳng của Tiêu Viêm cũng trở nên thoải mái hơn. Cuối cùng cũng tới Vong Hồn Sơn Mạch, mục đích chỉ còn cách trong gang tấc. Tiêu Viêm vung tay lên, sau đó nhóm người đáp xuống ngọn núi bên ngoài sơn mạch. Tới Vong Hồn Sơn Mạch rồi, nhưng mọi người đều điều tức một chút đã. Hành trình tới mấy ngày nay cũng không nhẹ nhàng. Dừng ở trên đỉnh núi, Tiêu Viêm nhìn đám người Tiểu Y Tiên theo sát phía sau cười nói. Nghe Tiêu Viêm nói, tự nhiên nhất thời đặt mông ngồi trên cỏ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra vẻ sầu khổ. Mấy ngày này chỉ có đi và đi, qua thời có chút khó khăn cho nàng. Nơi này chính là Vong Hồn Sơn Mạch sao? Tiểu Y Tiên đưa mắt nhìn hàng vụ dày đặc phía dãy núi xa xa, nhẹ giọng hỏi. Có thể trực tiếp bay vào không? Không nên, sương mù phía ngoài còn thưa, chứ bên trong thì rất nồng. Đến lúc đó, nếu mất phương hướng thì chắc chắn sẽ bị lạc trong đó. Và lại, bên trong hàng vụ cũng có không ít ma thú kỳ dị, rất dễ bị tập kích. Phong Tôn Giả thoáng nhìn về phía xa nói. Còn nữa, Vong Hồn Sơn Mạch có phân điện của Hồn Điện, trời mới biết chúng có thiết kế cơ quan gì đó để phòng ngự hay không. Nếu trực tiếp bay vào đó sẽ rất dễ bị phát hiện. Trong những người ở đây, chỉ sợ không ai có thể quen thuộc Trung Châu hơn là Phong Tôn Giả, lại cộng thêm kinh nghiệm dày dặn của lão, nên chẳng có ai ở đây lại tỏ vẻ nghi ngờ. Tất cả đều gật đầu. Giờ đang là mùa sương mù trong Vong Hồn Sơn Mạch nồng nhất, nhưng chúng ta không có thời gian đợi cho hàng khí giảm đi, nên cũng chỉ có thể đi vào trong sương mù. Hai mắt Phong Tôn Giả híp lại, nhìn quét qua phía ngoài Vong Hồn Sơn Mạch một vòng, lão nói, xung quanh Vong Hồn Sơn Mạch có một vài thế lực và tông môn nhỏ, mà theo ta biết được, những thế lực này hơn phân nửa đã bị hồn điện âm thầm khống chế. Nếu tiến vào vùng này thì không thể để cho bất luận kẻ nào phát hiện tung tích của chúng ta, nếu không sẽ rất dễ bị bại lộ. Việc này giao cho ta xử lý đi. Thiết Kiếm Tôn Giả thanh âm khàn khàn nói. Phong Tôn Giả lặng yên gật đầu. Hành động lần này của họ quá quan trọng. Nếu thực sự đụng phải ai đó thì cũng chỉ có thể trách bạn quá đen. Mọi người đều tức chừng nửa giờ trên đỉnh núi, sau đó liền không hẹn mà cùng đứng dậy. Tất cả đều có thể nhìn ra sự ngưng trọng trong mắt của những người khác. Hồn điện mạnh đến thế nào, trong lòng mọi người đều hiểu. Cứu người từ trong tay của bọn chúng không phải là chuyện đơn giản. Lần này nếu hành động thất bại, chỉ sợ về sau sẽ không còn cơ hội như thế. Nên bất kể thế nào, nhất định phải cứu bằng được Dược Trần ra. Phong Tôn Giả sắc mặt ngưng trọng trầm giọng nói. Nghe vậy mọi người đều nhẹ nhàng gật đầu. Sau khi tiến vào sơn mạch, mọi người không được cách nhau quá xa, tự mình cẩn thận một chút. Đi, tiếng nói vừa dứt, Phong Tôn Giả liền thiên phong chuyển động thân hình, lướt xuống từ đỉnh núi như là đại bàng, sau đó tiến vào rừng rậm mù mịt bị sương lạnh che phủ. Mấy người Tiêu Viêm cũng bám sát theo sau đó.
Trong rừng, sương mù trắng xóa tràn ngập tầm nhìn. Ở hoàn cảnh này, tầm nhìn cực kỳ eo hẹp, dù có thể sử dụng linh hồn cảm giác cũng chỉ có thể điều tra ước chừng hơn 100 mét phụ cận là không có thể tiếp tục kéo dài hơn. Xoẹt xoẹt. Trong rừng thỉnh thoảng lại có vài tiếng thú rống trầm thấp, đột nhiên có vài âm thanh xé gió rất nhỏ vang lên. Chuột và đạo thân ảnh nhanh nhẹn như là khỉ lao vụt ra từ sương mù, sau đó nhanh chóng tiến vào sâu trong dãy núi. Mà khi đi sâu vào trong khu rừng, nhóm người tiêu viêm cũng gặp phải vài rắc rối nhỏ. Vòng hồn sơn mạch diện tích rất lớn mà sương mù lại tràn ngập, muốn tìm ra vị trí hồn địa trong đó cũng không dễ dàng. Bản đồ huyền không tự cho mới bắt đầu còn có chút tác dụng, nhưng xâm nhập vào sâu, hiệu quả cũng trở nên cực kỳ bé nhỏ. Nhóm người tiêu viêm cuối cùng cũng chỉ có thể dựa vào năng lực của mình để mày mò. Mò mẫm đi tới, tự nhiên tốc độ cũng giảm chậm. Nhưng điều cho người khác ẻ oải nhất là thông tin có được chẳng có bao nhiêu hiệu quả. Giờ đang là mùa sương mù trong sơn mạch nhiều nhất, một số dấu hiệu trên bản đồ cũng bị sương xóa đi. E rằng đám người huyền không tử cũng không dự đoán được điều này. Dò đường được một khoảng thời gian, phong tôn giả thấy làn sương xung quanh cũng dần dần tối đi, không khỏi nhíu mày nhẹ giọng nói: sắc trời mau tối, không thể tiếp tục đi. Mà thú ăn đêm ở vong hồn sơn mạch cực kỳ hung ác, lại còn giống như là đĩa đói, rất khó để cắt đuôi chúng. Một khi làm ra dị động gì đó dẫn đến ma thú thì không nói, sợ rằng còn khiến cho cường giả hồn điện chú ý đến. Nghe vậy tiêu viêm chần chừ một chút, cũng chỉ có thể kẻ gật đầu. Kinh nghiệm của phong tôn giả hơn xa hắn, việc này nên nghe theo lời của lão. Nhìn thấy mọi người không có ý kiến, phong tôn giả liền ra hiệu với thiết kiểm tôn giả. Người sau gật đầu, tùy tay vung ra vài thứ đen tuyền bay về phía xa. Những thứ này là phần dài cao ma thú, có thể ngăn cản một vài ma thú quấy rầy. Tối nay mọi người cứ nghỉ ngơi đi, ngày mai tiếp tục tìm kiếm. Phân điện của hồn điện quy mô chắc cũng không nhỏ, tuy nói vùng núi này rất lớn, nhưng tìm ra nó cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn. Phong tôn giả nhẹ giọng an ủi. Tiêu viêm cười khổ một tiếng rồi buồn bực gật đầu. Mọi thứ đã chuẩn bị đầy đủ, kết quả đi vào đây không thể tìm thấy đường, việc này đúng thật là có chút hỉ kịch. Tuy buồn bực trong lòng, ngoài miệng của tiêu viêm cũng chưa nói gì, theo lời ngồi xếp bằng tại trên thân cây, sau đó liền chậm rãi nhắm mắt. Những người khác đi đường lâu như vậy cũng có cảm giác mệt mỏi nên đều nhắm mắt lại. Ban đêm, vong hồn sơn mạch có vẻ vô cùng âm u, đủ loại tiếng thú rống quanh quẩn trong dãy núi làm cho người khác có cảm giác như lông tóc dựng đứng. Khi nghe tiếng thú rống dần biến mất, nhóm người tiêu viêm vì thế mà buông lỏng một chút thì chỉ trong giây lát sau lại nghe thấy vài thanh âm loạt xoạt từ xa truyền đến. Khi những âm thanh này vang lên thì hai mắt đang nhắm chặt điều tức của phong tôn giả bỗng mở bừng, nhìn lại sương mờ, sắc mặt của lão thoáng có chút biến hóa, kinh hãi thất nói: chẳng lẽ gặp phải một đoàn phệ thạch ma kiến? Nghe tiếng kinh hô của phong tôn giả, mấy người tiêu viêm cùng thiết kiếm tôn giả cũng đều biến sắc. Phệ thạch ma kiến là một loại ma thú cực kỳ kinh khủng trong vong hồn sơn mạch, không phải bởi vì chúng nó mạnh cỡ nào, mà bởi vì số lượng của chúng lên tới hàng vạn ngàn con. Vong hồn sơn mạch mang hung danh có một số nguyên nhân là từ sương mù, nhưng càng nhiều hơn là vì một ma thú. Loại ma thú này chính là phệ thạch ma kiến. Cấp bậc của phệ thạch ma kiến cũng không cao, chỉ có tam tứ gia mà thôi. Nhưng sự đáng sợ của chúng là đàn kiến lên tới hàng vạn con như là thủy triều cuốn qua. Lúc đó dù là bát cấp ma thú cũng chưa có cách tạm lánh phong mang. Và lại loại phệ mạch ma kiến này có thể cắn nuốt hết thảy máu thịt của cơ thể ngăn trở trước mặt chúng nó. Bên trong vong hồn sơn mạch, thủy triều phệ thạch ma kiến mà lướt qua, thứ còn lại chắc chắn chỉ là những bộ xương, ngay cả vết máu li ti cũng không tìm thấy. Phạm là cường giả vô tình vào núi mà gặp phải loại kiến này cũng tương đương với kết quả được một vé miễn phí về chào tổ tông. Nếu không phải là loại phệ thạch ma kiến này, chỉ có thể sinh tồn bên trong hàng vụ rét lạnh, mà chỉ sợ ngay cả loại vùng núi này cũng không có ai dám cư ngụ. Trong những năm này, khi hung danh của vong hồn sơn mạch dần được truyền bá ra, công lao lớn nhất thuộc về loài kiến này, đám người tiêu viêm cũng không ngờ tới bọn họ lại đen đủ đến như vậy. Mới vừa vào vong hồn sơn mạch đã đụng phải loại khó giải quyết này, chuẩn bị lùi lại, không nên đối chọi với chúng. Phong tôn giả nhanh chóng đứng dậy, trầm giọng nói. Nhìn sắc mặt ngưng trọng của phong tôn giả, đám người tiêu viêm đều vội vàng đứng dậy. Mà khi bọn họ đang chuẩn bị lùi lại thì một thân ảnh nhỏ xinh đột nhiên nhảy xuống từ trên cây, sau đó liền xông ào ào vào trong rừng rậm tràn ngập sương mù. Thấy hành động của Tử Nghiên, sắc mặt của phong tôn giả nhất thời kịch biến, nhìn không được thấp giọng quát: tiểu nha đầu này làm gì vậy, muốn chết sao? Các ngươi đi trước, ta đem đàn cứu ra. Đợi chút, không có tiếng động, đàn kiến dừng lại rồi. Lông mày kẻ đen của tiểu y tiên nhăn lại, đột nhiên nói. Nghe vậy đám người phong tôn giả cũng sững sờ, đưa tai lắng nghe. Quả nhiên đúng là như vậy, tiếng động xoàng xoạc làm cho lòng người ta quát lạnh cũng đều đã biến mất. Này, ngay khi mọi người đang ngạc nhiên, một thân ảnh nhỏ xinh lại không chút tổn hại lướt ra từ sương mù, sau đó đáp xuống một cành cây. Đó tất nhiên là Tử Nghiên vừa mới lao đi. Trên vai của nàng lúc này có một con kiến màu vàng nhạt có 8 cánh, lớn chừng nửa thước. Phệ thạch kiến hậu. Nhìn thấy con kiến 8 cánh kia, sắc mặt của phong tôn giả cùng quế thiết tôn giả cùng nhất thời biến đổi. Nhìn thấy sắc mặt biến hóa của đám người phong tôn giả, Tử Nghiên lại cười hắc hắc. Đi thôi, bọn chúng vừa hay lại biết về vị trí của hồn điện. Nghe Tử Nghiên nói, phong tôn giả nhất thời sững sờ. Nhìn về thạch ma kiến vô cùng hung tàn, giờ lại có bộ dáng ngoan ngoãn đến vậy, lão dư hiểu ra điều gì, kinh ngạc nhìn Tử Nghiên nhẹ giọng nói. Lần này là ánh mắt lão phu vụng về, không ngờ tiểu nha đầu này lại cũng thâm tàng bất lộ. Tiêu viêm cười cười, cũng không kinh ngạc như mấy người phong tôn giả. Hắn đã nhận ra bản thể thực sự của Tử Nghiên, uy áp từ trong huyết mạch của Thái Hư Cổ Long được xưng là vạn thú tôn sư. Đối với một vài ma thú cấp thấp, quả thật có loại lực lượng chấn nhiếp khó hiểu. Vì Tử Nghiên, bầu không khí đang căng thẳng cũng giảm đi vài phần. Thân hình của tiêu viêm chợt động, bay đến gần chỗ Tử Nghiên, tò mò đánh giá một chút về con phệ thạch kiến hậu. Thân thể của nó màu vàng nhạt, sau lưng có 8 cánh mỏng như là cánh ve, ở miệng có hàm răng tựa như là răng cưa bén nhọn làm cho người khác phải phát lạnh. Nếu bị thứ này cắn trúng thì chỉ sợ sẽ rất thê thảm. Còn phệ thạch kiến hậu cũng phát hiện ra tiêu viêm đang dò xét, 8 chiếc cánh của nó khẽ chấn động, nghe ra hàm răng nhọn hoắt dữ tợn gầm gừ với tiêu viêm. Không phải sợ, không phải sợ,
tự nhiên phải nhe răng vuốt ve kiến hậu một chút thì nó mới từ từ an ổn. Nhưng hung quang trong mắt khi nhìn về phía Tiêu Viêm vẫn không thay đổi. Mà thú này vốn hung tàn, nếu không bị long uy của tự nhiên áp chế, chỉ sợ nó đã sớm lao đến rồi. Thứ này biết vị trí của hồn điện, Phong Tôn giả cũng bay đến, liếc nhìn kiến hậu một cái có chút vui mừng hỏi. Biết, tự nhiên cực cực đầu, sau đó nhìn về phía Tiêu Viêm hỏi, đi ngay bây giờ à? Tiêu Viêm hơi trầm ngâm, cùng Phong Tôn giả liếc nhau một cái đều gật đầu. Bình xuất như thần, bọn họ đã mất khá nhiều thời gian trong rừng rồi, nếu vẫn còn chậm trễ thì sớm hay muộn cũng sẽ bị hồn điện phát hiện. Chúng ta đi. Thấy thế, thân hình của Tử Nghiên chợt động, tiền phòng lao vào sâu trong dãy núi tràn ngập sương mù, đám người Tiêu Viêm vội vàng đuổi theo sau. Có kiến hậu dẫn đường, tốc độ của đám người Tiêu Viêm rõ ràng nhanh hơn một ít, lại không mất thêm thời gian tìm đường, nên chỉ cần nửa canh giờ đã xâm nhập tới trong dãy núi. Xuyệt, trong rừng tràn ngập sương mù, Tử Nghiên dẫn đường phía trước đột nhiên ngừng lại, ra hiệu cho đám người Tiêu Viêm không nên lên tiếng. Thấy thế, mặc dù có chút nghi hoặc trong lòng, nhưng mấy người Tiêu Viêm vẫn giữ yên lặng như trước, chỉ là canh giác đưa mắt nhìn bốn phía. Đang lúc mọi người đều an tĩnh, trong miệng của kiến hậu trên vai của Tử Nghiên đột nhiên phát ra một đạo sóng âm kỳ dị, sau đó khuếch tán ra xung quanh như là sóng rợn. Vài giây sau, khi đạo sóng âm truyền ra, đám người Tiêu Viêm đột nhiên phát hiện sương mù xung quanh có từng đạo bóng đen màu tím rơi xuống, sau đó dừng trên thảm cỏ khô vàng. Trên người của mỗi bóng đen lại có một con kiến màu đen lớn chừng quả đấm đang cắn chặt lấy yết hầu của nó. Hết thảy thanh âm đều bị ngăn trở. Đoàn người nhìn lại, kinh ngạc phát hiện những hắc ảnh này toàn bộ đều là loại chim nhỏ màu đen chỉ lớn bằng lòng bàn tay. Thể tích của nó rất nhỏ, nếu trốn trong làn xương dày đặc này thì cho dù là linh hồn cảm giác của Tiêu Viêm cũng không thể phát hiện ra. Những thứ này đều là do hồn điện ngầm bố trí, chỉ cần có gió thổi cỏ lay sẽ dùng sóng âm đưa tin, nếu không giải quyết chúng, hành tung của chúng ta sẽ lọt vào mắt của hồn điện. Tự nhiên nhẹ giọng giải thích với đám người Tiêu Viêm. Nghe vậy, mấy người Tiêu Viêm cũng không khỏi có chút lạnh người. Hồn điện cơ nhiên lại dùng thứ này để làm tai mắt, người bình thường ai có thể đoán được chứ? Nếu không có thêm kiến hậu dẫn đường, chỉ sợ lúc tìm được hồn điện thì chúng sớm đã ổn thỏa. Chim đưa tới tinh phụ cận cũng đã bị phệ thạch ma nghĩ âm thầm thanh tẩy, không cần lo lắng. Mà nơi này cách hồn điện cũng không xa, mà ngươi cẩn thận một chút, Tự Nhiên nhẹ giọng nói. Nghe nàng nói, trong lòng của đám người Tiêu Viêm nhất thời căng thẳng, đấu khí trong cơ thể cũng bắt đầu lặng lẽ vận chuyển, tùy thời chuẩn bị ứng phó hết thảy tình huống bất ngờ. Sau khi giải quyết xong, Tự Nhiên lại dẫn đường về trước lần nữa, cứ tiếp tục xuyên qua sơn mạch khoảng 10 phút, nàng rốt cuộc cũng dừng bước, sau đó khẽ thở phào nhẹ nhõm, thấp giọng nói. Tới rồi. Nghe được lời này, cước bộ của Tiêu Viêm lặng lẽ gia tăng tần suất. Lúc này hắn mới phát hiện, chẳng biết tại sao sương mù nơi này lại mỏng hơn những chỗ khác rất nhiều. Bây giờ bọn họ đang ở một đoạn sườn dốc cực cao, mà phía dưới cốc là một sơn cốc lớn. Trong sơn cốc, một cái cự điện khổng lồ màu đen cỡ chừng trăm trượng giống như là hồng hoang mãnh thú đang cuộn mình. Dưới sắc trời u ám lại càng tràn ngập ra một khí tức làm cho người ta phát lạnh. Đây là hồn điện sao? Nhìn tòa kiến trúc vô cùng lớn trong sơn cốc, Tiêu Viêm cũng nhìn không được mà khẽ hít sâu một hơi. Hồn điện có thể xây dựng một công trình lớn đến như vậy trong sơn mạch này, vốn liếng bỏ qua thật là không nhỏ. Phía sau Tiêu Viêm, đám người Phong Tôn giả cũng tiến lên phía trước, nhìn thoáng qua như là cửa điện màu đen trong sân cốc, trong mắt hiện lên một chút hưng phấn cùng ngân trọng. Tiếp theo mới là thời điểm chân chính phải liều mạng. Đợi chút, nơi này bị bố trí phong tỏa không gian. Tiêu Viêm từ từ khôi phục bình tĩnh, lại đột nhiên phát hiện bầu trời sân cốc cách đó không xa có chút vặn vẹo, lập tức nhướng mày nhẹ giọng nói. Không gian phong tỏa giao cho ta, ta có thể mở nó mà không kinh động đến người ở bên trong, Tự Nhiên nói. Phong lão, có thể cảm ứng được bên trong đại điện này có bao nhiêu đấu tôn cường giả không? Tiêu Viêm khẽ gật đầu quay lại hỏi Phong Tôn giả. Phong Tôn giả khẽ nhắm mắt, một lát sau mới từ từ mở ra thấp giọng nói. Tình báo không sai, ta cảm giác được 5 cổ khí tức mịt mờ, hiển nhiên là 5 tên đấu tôn kia. Bên cạnh đó, ta còn cảm thấy được không dưới 10 tên đấu tông và không ít khí tức yếu hơn. Nghe vậy, trong lòng của Tiêu Viêm thầm thở phào một hơi. 5 vị đấu tôn, tuy nói đội hình bậc này cực kỳ mạnh mẽ, nhưng ít ra bọn họ vẫn có thể ứng phó. Đến lúc phong tỏa không gian mở ra, đầu tiên cứ thả về mặt ma kiến vào trước, chờ chúng cắn chết hết mấy tên kia. Bộ dáng hưng phấn của Tự Nhiên bên cạnh làm cho mấy người Tiêu Viêm không biết nói gì cho phải, quả nhiên là tiểu ác ma. 5 tên đấu tôn, 4 người chúng ta có thể miễn cưỡng ngăn lại. Tiêu Viêm nhân cơ hội lẻn vào bên trong tìm dược trần, một khi tìm được liền lập tức rút lui. Chúng ta không thể ở lại lâu, không ai có thể cam đoan hồn điện có cứu viện đến hay không, Phong Tôn giả trầm giọng nói. Hơn nữa, hy vọng chúng không quá mạnh. Tiêu Viêm cười, còng ngón tay búng ra, Thiên Y Khôi liền hiện ra bên người. Dù đứng trong làn sương mù mịt, thân hình màu vàng nhạt của nó cũng không hề bị che đi. Đây là khôi lỗi cấp bậc đấu tôn. Nhìn thấy Thiên Y Khôi, sắc mặt của Phong Tôn giả cùng Thiết Kiếm Tôn giả nhất thời biến đổi, trong lòng có chút chấn động. Thật khó có thể tưởng tượng, chỉ mới hơn 1 năm mà thực lực bên cạnh Tiêu Viêm đã mạnh đến mức này. Hay lắm, có khôi lỗi này, chúng ta có thể hoàn toàn cầm chân 5 tên đấu tôn của hồn điện. Chuyện tìm kiếm dược trần liền giao cho ngươi. Tiêu Viêm trịnh trọng gật gật đầu, sau đó hất cằm với Tử Nghiên. Nàng liền hiểu ý, gật đầu tiến lên 2 bước, một chút tự quang cuộn quanh trên ngón tay nhẹ nhàng làm cho không gian phong tỏa, mở ra đại môn rộng xa hơn 1 trượng, bàn tay khẽ đẩy, mạng không gian liền lặng lẽ biến thành hư vô, một khối đại môn vô hình xuất hiện trong mắt của đám người Tiêu Viêm. Đi thôi, mở ra không gian. Kiến hậu trên vai của Tử Nghiên lại phát ra một luồng sóng âm kỳ dị, đám người Tiêu Viêm chỉ nghe thấy thanh âm sột soạt truyền đến, sau đó là những con kiến màu đen rậm rạp như là thủy triều từ trong rừng rậm tràn ra, lướt qua mấy người bọn họ, lao thẳng vào trong đại môn kia. Dưới sương mù, đàn vệ thạch ma kiến màu đen như là một cơn thủy triều tung vào cự điện trong sân cốc. Động thủ đi, dù hồn điện có đáng sợ đến thế nào, lần này chúng ta cũng phải hổ khẩu đoạt thật một lần. Nhìn một biển kiến truyền vào trong sân cốc, Tiêu Viêm cũng hắc hắc cười, khí tức sắc bén tràn ngập ra từ cơ thể, tiền phong lao vào trong không gian phong tỏa. Hành động cứu người đã được chuẩn bị từ nhiều năm trước, rốt cuộc cũng chân chính động thủ.
Sau trong cửa điện màu đen có một quảng trường khổng lồ, trên sân rộng có một cột đá màu đen cao trăm trượng, kinh thiên mà đứng. Cột đá bị bao phủ bởi vô số ký hiệu quỷ dị, từng đạo xiềng xích giao nhau lại giữa không trung của quảng trường. Mà ở cuối xích xác, một đám hà quang lơ lửng yếu ớt bên trong, rõ ràng là một đám linh hồn thân thể, trên mặt đầy vẻ thống khổ. Tại trung ương mạnh quảng trường là một khối bình đài cao hơn mặt đất chừng 10 trượng, xung quanh có bốn cái cột đá khổng lồ đứng thẳng, bốn cái xiềng xích màu đen tráng kiện tựa như là bản xà uốn lượn quanh chúng. Phía cuối của bốn chiếc xiềng xích là một đốm sáng sáng nhất, bên trong có một thân ảnh già đua, đây rõ ràng là Dược lão đã lọt vào tay của hồn điện. Giờ phút này, bốn cái xiềng xích quỷ dị màu đen quấn quanh lấy tứ chi của Dược lão trông như là rễ cây, làm cho hắn không thể động đậy chút nào. Tĩnh mịch cùng quỷ dị bao phủ cả quảng trường, nơi đây lại tràn đầy sự âm trầm lạnh lẽo và mùi vị của tử vong. Yên tĩnh như vậy một khoảng thời gian, hai mắt của Dược lão trên bình đài đột nhiên mở bừng, lão cảm thấy một khí tức mà mình cực kỳ quen thuộc. Khí tức này xuất hiện làm cho Dược lão trực tiếp ngẩng người, sau một hồi lúc lâu mới hít sâu một hơi thật sâu, chậm rãi gật đầu. Trong đôi mắt tự như đã khô khốc dần trở nên ẩm ướt. Năm đó, khi lão bị bắt đi, khí tức này vẫn còn là một thiếu niên non nớt lộ mãng muốn hắn bảo vệ khắp nơi, nhưng giờ nó đã phát triển đến mức này. Chú chim ân còn năm đó, rốt cuộc cũng đã sải cánh bay trên bầu trời thuộc về nó. Trong sơn cốc, yên tĩnh bỗng vang lên một tiếng động xào xạc, một cơn thủy triều màu đen trôi xuống từ sườn núi, thủy triều cực kỳ mãnh liệt, không đến nửa phút đã tiếp cận cửa điện trong sơn cốc. Trên một số cột đá xung quanh cửa điện, có thể lờ mờ thấy vài bóng đen khoanh chân ngồi, những bóng đen này đều được bao phủ bởi sương mù màu đen, âm khí tràn ngập. Hả? Nương theo thủy triều tiếp cận, trên cột đá, một thân ảnh toàn thân bao bọc bởi sương đen đột nhiên kinh hãi kêu lên một tiếng, sương đen dao động, lộ ra một khuôn mặt có chút tái nhợt. Hắn cau mày nhìn những sinh vật màu đen đang tràn đầy như là thác lũ kia, hơi ngẩn ra một chút, chợt trong mắt hiện lên vẻ khiếp sợ, vội vàng đứng dậy lên quát lớn. Cẩn thận, là vệ thạch ma kiến, mấy thứ này vào đây bằng cách nào? Tiếng quát chói tai đột ngột vang lên trực tiếp phá vỡ sự yên tĩnh trong sân cốc. Mười mấy đạo thân ảnh ẩn trong sương đen đều vội đứng dậy, kinh ngạc nhìn biển kiến màu đen đang tràn tới. Báo động! Một bóng đen trầm giọng quát, ngay sau đó một sóng âm bén nhọn truyền vào bên trong cửa điện đang cuộn mình như là một con hồng hoang cự thú kia. Thanh âm cảnh báo vừa vang lên đã có một ít thân ảnh bay ra từ trong cửa điện, nhìn biển kiến đang ùn ùn kéo đến, sắc mặt đều biến đổi. Những người ở đây đồng loạt ra tay thanh tẩy mấy thứ này, không nên quấy rầy đến các tôn lão đang nghỉ ngơi. Một gã hắc y nhân địa vị có vẻ không thấp nhíu mày nhìn biển kiến, sau đó trầm giọng quát, vâng, lưu hộ pháp. Nghe vậy, gần trăm bóng đen bên cạnh nhất tề đáp ứng, từng làn khói đen chợt bùng phát ra trên người của họ, sau đó khuếch tán về phía biển kiến. Phóc phóc, hai bên tiếp xúc, phần đông vệ thạch ma kiến đều bốc lên khói trắng, bị hắc vụ ăn mòn. Nhưng số lượng của chúng thật sự quá là kinh khủng, dù hắc vụ nồng đậm nhưng vẫn không thể ngăn cản bước tiến của đàn kiến. Trên bầu trời, hắc y nhân được xưng là lưu hộ pháp thấy thế, chân mày liền nhíu chặt lại. Mạnh sơn cốc này là không gian phong tỏa do tôn lão bày ra, mấy thứ này xông vào bằng cách nào? Việc gì vậy? Sao động tĩnh lớn như vậy? Lúc lưu hộ pháp nhíu mày, lại có thêm vài đạo hắc ảnh lướt ra từ cửa điện. Vừa mới hỏi một câu đã nhìn thấy vệ thạch ma kiến đang ùn ùn kéo đến, sắc mặt đều biến đổi. Vệ thạch ma kiến, sao chúng có thể xông vào được? Một vị nam tử sắc mặt âm trầm nhíu mày, ánh mắt đột nhiên đảo qua sân cốc, trong lòng dấy lên chút bất an, trầm giọng quát. Sự tình có chỗ không đúng, tất cả mọi người cẩn. Ơi hắn còn chưa dứt, không gian xung quanh đã mạnh mẽ vặn vẹo, rồi chợt động lại thành hình trường ấn, đem nam tử đó đập nát như tương. Địch tập kích, địch tập kích. Trong nháy mắt, từ một người sống sờ sờ biến thành một đống máu thịt bay nhầy. Loại biến cố này làm cho đám hộ pháp hồn điện kinh hãi. Một lát sau mới hồi phục được tinh thần, lập tức hét lên, tiếng kêu thê lương vang vọng trong sân cốc. Tiếng kêu thê lương vừa dứt, kiếm khí sắc bén đã đột nhiên chém xuống từ trên trời. Sau đó nhanh như chớp xuyên thủng cơ thể của hai vị hồn điện hộ pháp, kiếm khí mang theo tiếng hét thảm thiết chém đứt vài thạch trụ phía ngoài cửa điện. Khi kiếm khí sắc bén chém xuống, mạnh không gian cũng hơi vặn vẹo. Bốn đạo thân ảnh chợt xuất hiện trong ánh mắt kinh hãi của phần đông cường giả của hồn điện. Lúc này khí tức mênh mông của bốn người phát ra và không hề giữ lại một chút nào. Thành thế mà bốn đấu tôn cường giả phát ra trong sân cốc các bài đá đất, uy áp cường hãn tràn xuống từ bầu trời làm sắc mặt của đám hộ pháp hồn điện đều kịch biến. Ha ha, đám hồn điện khốn kiếp, hôm nay đến phiên các ngươi trả nợ rồi. Một tiếng cười to vọng xuống từ trên trời và đạo thân ảnh dữ dội lướt xuống, sau đó trực tiếp ép hơn 10 cường giả của hồn điện vào trong đất, kình lực kinh khủng bạo phát trực tiếp đem họ chừng nát. Ha ha, giết. Những thân ảnh lướt xuống như là sói giữa bầy cừu, như là đám hộ pháp ngày thường dịu võ dương oai cũng chỉ có thể kinh hãi lui lại. Bọn chúng không ngờ tới lại có người lớn mật đến mức chủ động công kích hồn điện. Dám đến hồn điện ta quấy rối, các người muốn chết phải không? Những tiếng kêu thảm thiết trong sân cốc rốt cuộc cũng đưa tới sự chú ý của tôn lão hồn điện. Lập tức một tiếng gầm gừ phẫn nộ vang lên. Tiếp theo năm đạo thân ảnh đằng đằng sát khí đang lao ra từ cửa điện, ánh mắt đảo qua một vòng, cuối cùng đổ dồn vào chiếc người của Tiêu Viêm. Tiêu Viêm, người không chết. Nghe được âm thanh quen thuộc, Tiêu Viêm kẽ ngưỡng đầu nhìn năm nhân ảnh trên bầu trời, tự sát hỏa diễm dữ dội bùng lên từ trong tay, đốt cháy một tên cường giả của hồn điện thành hư vô. Sau đó cười nhạt nói, mộ cốt lão quái, không ngờ ngươi cũng ở đây, chắc hẳn lần này ngươi đến để cứu Dược Trần. Không thể không nói lá gan của các ngươi thật lớn, dám đến hồn điện ta cướp người. Đây là trường hợp đầu tiên lão phu gặp sau khi trở thành tôn lão đấy. Một gã hắc y nhân nhấc bỏ đấu bồng đang trùm trên đầu, xem bộ dáng đúng là mộ cốt lão nhân. Hắc hắc, không ngờ còn có người quen phong tôn giả, quả nhiên ngươi vẫn chưa từ bỏ hy vọng. Bên cạnh mộ cốt lão nhân, một gã hắc y tôn giả khác đột nhiên âm lạnh nói. Nghe vậy, phong tôn giả chỉ thản nhiên cười cười, nhìn thoáng qua biển kiến đã muốn tràn vào cửa điện, nghiêng đầu nhìn Tiêu Viêm nói, ngươi đi vào tìm Dược Trần, chúng ta cầm chân bằng họ. Tiêu Viêm gật đầu một cái, thân hình chật động lao về phía cửa điện. Dám xông vào hồn điện ta, muốn chết. Thấy thế, năm tên tôn lão trên bầu trời quát lại một tiếng, một gã tôn giả trực tiếp phát ra một đạo hắc vụ đánh về phía Tiêu Viêm.
đi. Thân hình của Phong Tôn Giả hiện lên bên cạnh Tiêu Viêm, bàn tay nắm chặt, cùng Phong nhất thời nổi lên, một bàn tay lớn bóp nát đạo hắc vụ kia, sau đó quát khẽ. Hôm nay mấy người bọn ta muốn xem các người có vài tư cách này hay không. Mấy tên tôn giả nổ tiếng một tiếng dữ dội lướt xuống, một người trong đó tách ra mang theo sát khí sắc bén va chạm với Phong Tôn Giả. Trong nháy mắt hai bên đã cuốn lấy nhau, hỏa bạo chiến đấu bùng phát. Thấy thế, thân hình của Tiêu Viêm chật động, thân hình hóa thành một đạo hắc tuyến phóng về phía cửa điện. Nhưng khi sắp đến đại môn thì không gian trước mặt đột nhiên dao động, một lão giả thân mặc tử bào, mặt không chút thay đổi xuất hiện phía trước hắn. Người là Tiêu Viêm, không biết có còn nhớ rõ bổn tôn. Tự y lão giả mặt không chút thay đổi nhìn Tiêu Viêm. Tiêu Viêm hơi híp mắt lại, từ trên người đối phương hắn cảm giác được một khí tức quen thuộc. Người là lão tạp mao hai lần hủy linh hồn lực của ta. Tiêu Viêm cười, rốt cuộc nhớ lại, trước kia có hai lần linh hồn lực của hắn tiến vào hồn điện thì đều bị lão già này phát hiện, sau đó phá hủy. Xem ra lão phu đã coi thường ngươi, chỉ ngắn ngủi vài năm đã tu luyện đến cựu tinh đạo tông, nhưng hôm nay ngươi dám tới hồn điện cướp người, lão phu nhất định sẽ đem ngươi chôn vùi ở đây. Sắc mặt của tự y lão giả âm hàn, lời nói của hắn vừa dứt thì hai tay áo của lão đã vung lên, một làn khói đen âm trầm lượn lờ trong lòng bàn tay, sau đó trực tiếp xuyên thủng hư không đánh về phía lồng ngực của Tiêu Viêm. Tự y tôn giả đột nhiên xuất hiện, làm cho sắc mặt của Tiêu Viêm trầm xuống, lùi về phía sau hai bước. Từ hắc sát hỏa diễm bùng phát từ trong lòng bàn tay, đấu khí trong cơ thể hoàn toàn bạo phát. Lúc này Tiêu Viêm vẫn không lùi lại, trường phong sắc bén mang theo từ hắc sát tam thiên liên tam hỏa, trực tiếp mặt đối mặt chiến diện giao phong với tự y tôn giả. Hai người va chạm, kình phong kinh khủng quét qua, làm cho vài tên hộ vệ hồn điện đứng gần chấn thành một mảnh hư vô, ngay cả cột đá khổng lồ cũng đều bị bạo liệt. Tuy đã đấu khí trong cơ thể vận chuyển tới cực hạn, cộng thêm tam thiên liên tâm hỏa tăng thêm, mà cước bộ của Tiêu Viêm vẫn phải lui về phía sau 10 bước mới có thể đứng vững. Sau khi ổn định, hắn khẽ nhíu mày, đấu tôn cường giả quả nhiên cường hãn. Lúc Tiêu Viêm nhíu mày so sánh, sắc mặt của tự y tôn giả bề ngoài có chút khó coi, trong mắt lại càng hiện lên vẻ khiếp sợ. Năm đó, khi linh hồn lực của Tiêu Viêm lần đầu tiên lẻn vào hồn điện tìm kiếm thì lão chỉ cần tùy tay đã có thể phá bỏ. Lần thứ hai thì hiện thân ra tay mới hủy diệt được, nhưng mà lần thứ ba Tiêu Viêm cường nhiên có thể bằng vào lực lượng của chính mình, lấy thực lực đấu tông cứng đối cứng một chiêu với lão mà không bị thương. Loại biến hóa này dù lấy định lực của lão cũng không nhìn được mà lạnh cả người. Mặc kệ ngươi quỷ dị đến thế nào, hôm nay nơi này chính là nơi chôn xác của các ngươi. Hít sâu một hơi, sát ý bắt đầu hiện lên trong mắt của tự y tôn giả. Tiêu Viêm có thể đỡ một chiêu của lão, nhưng lão cũng không tin tên nhãi này có thể thoát khỏi tay của lão. Trong lòng xẹt qua ý niệm này, tự y tôn giả thân hình chợt động, hóa thành một tia chớp lướt về phía của Tiêu Viêm thêm lần nữa. Mà khi thân hình của hắn vừa động thì một thân ảnh màu ánh kim giống như là thiết giáp giáng xuống từ trên trời, dừng ở trước mặt của Tiêu Viêm, ngăn cản thế công của lão. Đối thủ của ngươi không phải ta mà là nó. Tiêu Viêm mỉm cười với tự y tôn, ngừng màn chớp động, nhưng cơ hội này lao vào cửa điện. Tự y tôn giả tuy muốn ngăn trở nhưng thiên yêu khôi trước mặt làm lão không dám phân thần, chỉ có thể phẫn nộ quát: Hồn điện hộ pháp, ngàn tên giải kia lại cho ta, bất kể sống chết. Đối với tiếng gầm phẫn nộ của tự y tôn giả, Tiêu Viêm vẫn làm như không nghe thấy, thân hình như là sấm sét lao vào cửa điện, và cả chớp mắt đã biến mất về phía cuối hành lang. Thấy vậy, khuôn mặt của tự y tôn giả rụng lên, vừa muốn cầm lên thì quyền phong hung hãn đã đánh tới, làm cho lão tối tăm mặt mũi, vội vàng nghênh chiến. Khôi lỗi màu vàng nhạt trước mặt khiến cho lão cảm nhận được áp lực, nếu không cẩn thận ứng chiến chỉ sợ hôm nay sẽ lành ít dữ nhiều. Trong lòng xẹt qua ý niệm này, đấu khí mê mông trong người của lão cũng bắt đầu chuyển động, một sợi xích đen nhánh trượt ra từ trong tay áo, sau đó hung hăng cuốn về phía thiên yêu khôi. Tới đây thì cũng tạm thời kết thúc nội dung của tập hôm nay rồi, tập sau sẽ vô cùng kịch tính. Các bạn đừng quên theo dõi kênh của mình hàng ngày vào lúc 18:30 để cập nhật tập mới nha. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.